vui vẻ cuộc sống của mình mà mặc cho thế số phận của mỗi người có một khác nhau, không ai giống ai cả. Thế nhưng mà bây giờ chúng mình ta phải cố gắng tự lo cho mình, phấn đấu rèn luyện làm thế nào vui vẻ sống thoải mái được mọi người quý mến nhau. 18 tuổi rồi. Tôi thấy là mọi người quý mến nhau đối với gia đình ta, tôi rất là sung sướng. Mỗi khi về tôi được gặp tất cả các em, các cháu, tôi sung sướng lắm. Có lẽ tôi không nói gì nhiều hơn. Bây giờ tôi muốn đi nghỉ một tí. Trước khi tôi đi nghỉ vì sang năm chưa chắc là gặp nhau thế này. Ông cụ khỏe lắm. Cảm ơn cụ, chúc cụ mạnh khỏe và cả nhà cả họ vỗ tay. Tôi đứng nói rồi. Và chúc cả nhà ta sẽ luôn luôn khỏe mạnh, vui vẻ, gặp nhiều điều may mắn hơn. Hay quá. Thế bây giờ ai có trà nâng trà nhá. Vỗ tay vỗ tay. Có trà nâng trà nha. Bây giờ tôi xin phép tôi đi làm nghỉ. Bây giờ là theo nguyện vọng của ông này, cháu cũng cầu mong thôi ông sống khỏe chết nhanh. Đời sau là văn hóa thôi, thôi được. Đi đi xem nhanh.